Thâm Cung Nội Chiến kể về thời nhà Thanh, vua Gia Khánh năm thứ 15, như thông lệ, cứ 3 năm một lần, triều đình sẽ tổ chức tuyển chọn các tú nữ vào làm phi tần cho nhà vua. Các mỹ nhân tham gia đều phải trải qua cuộc tuyển chọn nghiêm ngặt. Tuy nhiên, vì không muốn bị người khác ức hiếp, nên họ luôn mưu tính để trở thành phi tần quyền lực. Ái phi đang được sủng ái như nguyện do Đặng Tị Vương đóng, cảm thấy đo đắng không giữ được địa vị của mình, nên luôn dò xét các tú nữ mới được tuyển chọn vào. Hai tú nữ ưu tú nhất là Hầu Gia Ngọc Dinh do Lê Tư đóng, Đổng Gia Nhĩ Thuần do Sa Thi Mạn đóng, bề ngoài kết thân tỉ muội nhưng thực ra là luôn lố kỵ lẫn nhau. Ngoài ra, còn có cô An Xuyến do Trương Khả Di đóng, là người chuyên chăm sóc các tú nữ trong cung. Vì bị chèn ép, nên An Xuyến luôn mong muốn trở thành phi tần. Bên cạnh các mỹ nhân xinh đẹp, còn có quan ngự y Tôn Bạch Dương do Lâm Bảo Di đóng và quan Khổng Võ do Trần Hào đóng giúp đỡ. Hậu cung thâm hiểm, muốn sinh tồn thì phải trở thành người đứng đầu, nói cách khác là phải trở thành hoàng hậu. Những mưu mô thủ đoạn, những cái bẫy chết người trong chốn hậu cung, muốn giữ được mạng sống đã khó. Phi tần nào mới có thể bước lên ngôi vị hoàng hậu,